khủng chưa cả nhà, nhau té ẹo luôn, ngồi trên bãi cỏ để chụp ảnh. Bây giờ thì đi quay thôi. Xin chào cả nhà đã trở lại kênh Rich Way Fly hay là Linh Hà Lan. Linh đang đứng ở cái phòng để mua vé. Thực ra thì Linh đã mua vé rồi. Thì cái vé Linh mua chỉ là tham quan Dinh Độc Lộc 40.000. Nếu mình tham quan cái phòng trưng bày nữa là sẽ 65.000. Cái Dinh Độc Lập này á, Linh vào từ hồi nhỏ lận. Tại vì hồi lúc mà ở dưới quê Linh nó hay tổ chức đi lên thành phố chơi á, xong cái thương chế vào Dinh Độc Lập. Rồi khi mà anh xã Linh về Việt Nam, con Linh, các tụi Linh cũng ghé vào Dinh Độc Lập cũng chơi. Cho nên Linh đã vào rất nhiều lần. Nhưng mà hôm nay Linh vào là tại vì nó nóng quá, đi vào trong đó cho nó mát và quay phim cho mọi người coi. Trước khi vào cổng thì có một đoàn học sinh này, Linh không biết của nước nào, vì cái tiếng nói của nó không phải của tiếng Việt hoặc là của cái tiếng mà mình biết. Cho nên thôi cứ kệ đi. Mình thấy nó đông đông vui vui dễ thương thôi. Giờ mình đi vào cổng nha. Chỉ mua cái vé tham quan Dinh thôi thì Linh không biết là Linh đi vào đâu, tại vì mỗi lần trước đi vào thì cứ mua vé tái lạ, không thể nào nhớ hết đâu. Giờ thôi thì cứ mình đi vào tới đâu, nếu mà người ta đuổi mình thì mình đi ra, đơn giản. Nắng chết, nói đi vào đây tham quan Dinh nhưng mà và tránh nóng, nhưng mà khi đến đây thì muốn quay cảnh cái mặt trước của cái Dinh này nè, thì cũng phải đứng đây quay cho mọi người coi. Xong rồi nó nắng, trời đất ơi, bởi vậy Linh đang phủi đang thui rồi, chỉ mong nó đừng nám là được rồi. Xong đi vào đường này đuối trái chuối, tắt cái cả nhà ơi, tắt để khẩu trang vào. Cái tiểu đội học sinh nó vào rồi kìa, có con nít tiểu học nó thấy cưng quá à. Zoom vào cho mọi người coi để biết là cái trường này là trường nào nha, có gì nói cho Linh biết với nhé. Và ở đây là nơi mà mọi người có thể đi theo cái bản đồ này đi tới trung tâm hội nghị, nhà hàng cà phê Dinh Độc Lập, câu lạc bộ trẻ em và nhà vệ sinh rất là quan trọng. Giờ mình vô nha, men theo cái đường này để đi vào cái Dinh. Công nhận nó lớn hay là lớn, nó rộng hay là rộng, vào đây mấy lần rồi mà vẫn thấy nó rộng hay là rộng, nó lớn hay là lớn. Có những cây cổ thụ cao thật là cao, thì người ta cũng cắt cành, cắt nhánh để tránh cái sự mà ngã đổ khi mà mưa gió. Cái Dinh này như mọi người biết rồi đó, có rất nhiều người nước ngoài vào xem. Wow, sao thấy đoạn đường từ đây tới cái chỗ đó nó xa xôi dữ dội vậy trời. Nơi này là chứa đựng rất là nhiều lịch sử, những sự biến đổi của Việt Nam vào thời kỳ trước. Ở đây họ có cả một cái chiếc xe điện để lái đưa những người cao tuổi đi xung quanh và những người không thích đi bộ. Ở sắp tới nhà rồi. Cái đoạn đường đi vào thì nó còn háo hức, tới đi ra thì Linh muốn khóc rồi tại vì nóng quá. Ở đây có cái hồ, có mấy bông hoa xinh ơi là xinh. Không biết hoa gì luôn, không phải hoa súng, có hoa mà tím, không phải hoa súng đâu cái này hả?
chắc nó cũng thuộc khẩu súng rồi. Đi vào. Trời đất ơi. Giọng oan oan. Phía trên này cất ngồi tham quan. Nhưng mà Linh chắc với cái vé của Linh thì Linh không được lên đây đâu. Không biết, chút sẽ tìm hiểu thử. Không có đem theo chai nước đó cả nhà. Vừa đi vừa thở. Đây là phòng hội nghị. Nhìn rất là hoàng gia. Thảm vàng nè. Mấy cái ghế này. Tiền không. Giờ đi đâu đây? Rẽ trái hay là rẽ phải? Đi thẳng. Đi thẳng hay là rẽ phải? Thêm phòng hội nghị nữa. Để tiếp những nguyên thủ quốc gia. Này. Phòng này là phòng khánh tiết. Phòng có sức chứa 500 người để tổ chức các cuộc họp chiêu đãi để ra mắt nội các. Lúc 19:30 ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đọc diễn văn từ chức trong hơn 2 giờ, phân tích nhiều về tình hình và những khó khăn của chính quyền Sài Gòn trước đây, trước việc Hoa Kỳ từ chối cấp bổ sung viện trợ quân sự. Phó Tổng thống Trần Văn Hương lên thay đã hứa sẽ chiến đấu tới đến hơi thở cuối cùng, nhưng chỉ được một tuần cũng phải từ nhiệm vào tối ngày 28 tháng 4 năm 1975. Tháng 11 năm 1975, tại đây diễn ra hội nghị hiệp thương chính trị bàn các vấn đề thống nhất hai miền Nam Bắc. Hiện nay, phòng vẫn được sử dụng cho các cuộc họp quan trọng của nhà nước Việt Nam. Như Linh đã nói là hôm nay Linh vào đây với mục đích là để tránh nóng mà thôi, chứ không có tham quan nhiều phòng ốc. Cho nên Linh sẽ không có quay nhiều phòng ốc và phòng trưng bày cho cả nhà xem. Nhưng mà ở đây gặp cái cây này mê quá trời. Coi cái gốc của nó coi nè. Quá trời lớn luôn. Đúng là cổ thụ đó. Thật sự là lớn kinh khủng. Vì cái câu lạc bộ trẻ em nó ở đây, nghĩa là cái khu vui chơi cho con nít đó cả nhà, ngay phía sau cái cổng dinh. Không phải ngay phía sau cổng dinh, ngay cái mặt sau của cổng dinh. Ở đây có nhà hàng, có nhiều cây cối. Bây giờ thì mình đi xuống, đi bộ để đi ra. Ở đây có một cây sứ rất là đẹp, cũng rất là lớn tuổi. Nhìn cái bộ rễ coi nè. Trời ơi, mê ơi là mê. Bởi vì những nhà chơi cây họ yêu cây như thế này.
mình đi ra cổng chính để Linh tìm đường đi đến cô mắt Nguyễn Đình Chiểu. Cái anh này anh chỉ cho Linh là đi ra cổng chính và đi trong vài ngã tư nữa. Thì từ đây đến cổng chính Linh sẽ đi qua rất là nhiều hàng cây xinh đẹp ở trong Dinh Độc Lập. Linh cũng sẽ ghi hình lại cho các bạn xem, để sau này Linh về Hà Lan á, Linh cũng sẽ cùng xem với các bạn để đỡ nhớ Việt Nam. Wow, cái cây này đẹp quá các bạn ơi. Trời ơi, có cái bộ rễ nữa kìa. Ôi, mê quá. Wow, kinh khủng chưa cả nhà. Cái này là củ cây rồi, cây này là cây đa. Đến từ... Không, cây đa này là họ dâu tầm. Công dụng là gì? Trồng làm cảnh. Phân bố ở Ấn Độ và Miến Điện. Quá đẹp. Quá đẹp. Hùng vĩ. Ở bên đó mọi người thấy người ta là chơi đánh tennis đúng không? Công nhận mấy người này không sợ nắng luôn. Chứ bây giờ mà đi như này thôi là nên đổ mồ hôi mẹ mồ hôi cha, quần áo ướt hết rồi. Mà ra ngoài đó đánh một cái nữa là thôi. Về là đánh một chút xíu thôi là coi như là về khỏi tắm lau người thôi là khỏe rồi đó. Nên nói đùa thôi nha. Chứ cái kiểu mà đánh như vậy không tắm là cực kỳ dơ luôn á. Cái cây chắc là cái cây ngã bên này chắc cũng là cây đa. Quá đẹp luôn. Đây. Wow, đẹp thật sự. Cái cây nó đổ cái thế. Trời ơi, nó đẹp. Thiệt đẹp. Không đeo khẩu trang á mọi người thì nó nắng hư da mặt, mà đeo khẩu trang rồi thì thở không có nổi. Không biết sao xe bus này có thể vào được đây. Có thể là xe tham quan thì người ta sẽ cho đậu ở trong này. Mình sắp ra khỏi cổng rồi đó. Nhưng mà ở đây có một chiếc xe tăng. Linh sẽ đến và quay cho mọi người xem. Không biết mình có được phép đi lên cái cỏ này không. Mà Linh thấy người ta đi lên cỏ. Cây này là cây xoài nè. Cái gió nó thổi qua cả lạnh, mọi người có đọc được không? Cây sò rừng. Cây này là cây ăn trái, phân bổ ở Đông Dương. Trong đây toàn là cây đẹp. Mà không biết cái cây xoài này nó còn có trái hay không, tại vì quá già rồi. Ngày xưa đi vào đây là đứng eo tới eo luôn, ngồi trên bãi cỏ để chụp ảnh. Bây giờ thì đi quay thôi. Đẹp không? Rễ cây nè. Mê chưa? Cây này là cây trường. Cây này là dùng để làm nhà và đồ thông thường. Phân bố nhiều ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Trời ơi, nó lên cái lá này nè. Coi vừa non vừa đẹp vừa nè. Wow. Có cái bộ rễ nó ở đây nè. Nó mọc sừng ở giữa một cái Sài Gòn rộng lớn, ngay trung tâm quận nhất, ngay trung tâm thành phố, mà có một cái nơi gọi là thư thái như thế này, thật là đáng để sống.
và những nơi như vậy không bao giờ thuộc về chúng ta mà là của chúng ta. Rồi, tới cái khu trưng bày xe tăng là mình cũng sắp ra khỏi Dinh Độc Lập. Mã số 390. Nhìn mấy chiếc xe này Linh thấy khủng mà Linh sợ quá. Vì đã trải qua bao nhiêu xác của người ta, Linh cảm thấy kinh dị. Và đằng đây là xe tăng mã số 843. Đây là hai xe tăng cùng loại, cùng thời với hai xe tăng mang số hiệu 390 843 của đại đội 4, tiểu đoàn 1, tiểu đoàn xe tăng 203, quân đoàn 2, dẫn đầu đội hình khúc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975. Biết ngay là sẽ có ý nghĩa, người ta mới trưng bày ở đây mà. Ok, Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Chúc cả nhà một ngày thật là vui. Hẹn gặp lại clip sau. Đừng quên share, like và đăng ký kênh cho Linh nhé. Bye bye.